Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở khu vực phía nam của Vịnh Bắc Bộ, gió sẽ giảm còn cấp 5, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, sẽ có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Trở lại với thời tiết trên đất liền, hôm nay các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An cũng như là Hà Tĩnh sẽ chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới qua Trung Bộ và nối với vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới. Vì thế ở đây tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30 đến 60mm, có nơi trên 100mm. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa từ 20 đến 40mm và có nơi trên 50mm. Người dân các tỉnh miền Trung vẫn cần tiếp tục đề phòng với nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Mưa tiếp tục khiến cho nền nhiệt các tỉnh phía Bắc của miền Trung thấp. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ chỉ ở ngưỡng từ 29 cho đến 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận vẫn duy trì trạng thái ít mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ ở mức từ 32 đến 33 độ. Hôm nay, Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa rào và dông, diện mưa vẫn ở mức nhiều nơi nhưng thời gian mưa sẽ muộn hơn, tập trung chủ yếu về chiều và tối. Do mưa muộn hơn nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ nhích nhẹ hơn so với ngày hôm qua. Ở Tây Nguyên nhiệt độ là từ 29 đến 31 độ, Nam Bộ duy trì mức nhiệt là từ 31 cho đến 33 độ. Trở ra với các tỉnh miền Bắc, dự báo trong ngày hôm nay Bắc Bộ chỉ phổ biến trời nắng ráo, nhiệt độ sẽ tăng trở lại lên ngưỡng là từ 32 cho đến 35 độ. Sau đó, đến tối và đêm nay, một vùng hội tụ gió mới trên mực 5.000 m được thiết lập. Nó sẽ gây mưa dông trở lại. Trong đó, các tỉnh vùng núi và Trung Du sẽ có những điểm mưa to với lượng mưa là từ 20 cho đến 40mm. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.